Hello, sao bà hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cô bé Chrissy nổi tiếng với khả năng thả bướm vô cùng ả diệu. Và trận đấu này, team bạn sử dụng chiến thuật rất dị, bà xạ thủ. Với cái chiến thuật này thì tỷ lệ thắng của team bạn sẽ không cao, và tỷ lệ thua có thể lên đến con số 96,69% anh em ơi. Rất khó khi đánh đội hình ba xạ thủ nha. Hai xạ thủ còn được, như kiểu team mình là xạ thủ đi đường là Violet, một người đi lên là Van Halen, hoặc là đi lên là Joker thì còn được nha. Thế mà team mình đi lên là Theo Lát hay là đi lên là Slim, và thậm chí đi lên là Lindis thì thôi khỏi đánh em ơi. Không biết là team bạn trụ để đến phút bao nhiêu đây. Đấy, khống chế không có, rất mỏng, và bị khống chế thì không thể chạy được. Đấy là cái nhược điểm của đội hình các bạn chơi nhiều xạ thủ nha. Meta bây giờ là meta của xạ thủ đi rừng. Đúng, ok. Nhưng mà nếu anh em pick nhiều xạ thủ quá này, toàn những xạ thủ không có chiêu cơ động này, không có những chiêu khống chế mạnh này, thì thực sự team của các bạn sẽ rất là khó giành chiến thắng. Thế mình vẫn đưa ra một lời khuyên với anh em, leo rank tốt thì các bạn sẽ không được pick đội hình 3 xạ thủ. Và một số anh em có một câu hỏi đến mình, chính là việc cô bé Chrissy bướm ảo còn thấm hay không, còn leo rank tốt hay không, thì các bạn sẽ được thấy trong clip này. Bướm ảo vẫn rất mạnh, vẫn rất dễ chơi. Ok, và Lindis định làm cái gì đây, trong khi Grax thì mình đánh rất là tốt thì chạy làm sao được bạn ơi. Tại sao đội hình 3 xạ thủ là yếu? Bởi vì các bạn thử hình dung nhé, xạ thủ là các bạn cần phải bảo kê thì mới được bắn. Đấy, các bạn pick đội hình 3 xạ thủ thì ai bảo kê cho ai đây? Chẳng lẽ hai xạ thủ bảo kê cho nhau? Rất là khó anh em ơi, rất là khó chơi, và tỷ lệ thua của các bạn sẽ rất là cao. Không được bán luôn anh em ơi, chỉ cần một vị tướng nào vào khống chế là thì cả đội hình xạ thủ là ai lo thân người đấy chạy chạy toàn loạn thôi. Cặp xạ thủ mình khuyên các bạn vẫn là Van Halen đi lên hoặc Joker đi lên nếu mà có xạ thủ đi rừng rồi nha. Đồ này kéo hay quá, có béo kéo hay thế này thì auto win rồi. Grax là vị tướng trợ thủ của rank thách đấu, thực sự là nó rất mạnh nếu các bạn nào sử dụng kỹ năng chuẩn xác. Đấy, hút rất hay, kéo rất chuẩn, best Grax rồi anh em ơi. Hôm nay mình sẽ sử dụng phong cách lên đồ không lên cái Ngọc Đại Pháp Sư, mình chỉ dừng lại ở cái món Phượng Hoàng Lệ. Và khi mình dừng lại ở món Phượng Hoàng Lệ thì mình sẽ lên cái sớm cái sự băng để tăng một chút khả năng chống chịu cho Chrissy. Mà cái lối lên đồ này thì hồi chiều lúc đầu lại không có. Đấy, nhưng mà sát thương lại rất là nhiều anh em ơi. Bởi vì mình sớm lên cái giày mà, giày có 75 xuyên giáp phép. Chrissy là vị tướng rất là dễ chơi, các bạn mới chơi lên quân mobile cũng có thể chơi tốt được vị tướng này. Bởi vì mình nhớ là hồi mới ra game lên quân mobile thì mình cũng chơi vị tướng này nhiều, bởi vì nó dễ chơi, rất mạnh. Rồi kéo hay, và chắc chắn là Zuka lên bảng điểm số. 5 người thả kỹ năng thì mỗi người một tí thôi là bốc hơi Zuka thì bạn rồi. Khổ thân Zuka, khổ thân bản Zina. Với cái đội hình team 3 xạ thủ thì không thể thi đấu nổi. Có lẽ là team bạn đang chờ 6 phút là ấn đất này đầu hàng, hoặc là team mình sẽ phá nhà rất là nhanh. Ok, có chiếc bùng nổ rồi em ơi, có chiếc bùng nổ rồi thì cái bướm ảo nó sẽ rất là thấm. Cách đánh Chrissy thì các bạn nên có một cái lối đánh an toàn. Lối an toàn của Chrissy thì các bạn dùng kỹ năng rất đơn giản thôi. Đầu tiên là trước khi vào giao tranh thì các bạn cứ thả chiêu một bướm ảo đấu diệt tướng địch. Đấy. Sau đó các bạn có thể dùng chiêu 2 để khống chế từ xa.
và chiêu cuối để các bạn dồn sát thương tốt hơn và dồn lên tất cả những mục tiêu xung quanh. Thực sự là đây là vị tướng có là người sát thương lên tướng địch rất là khủng khiếp mà lại dễ chơi, tầm đánh lại xa an toàn, khó bị giết. Rồi xong hai đường rồi anh em ơi. Và thậm chí là ây thanh niên tốc biến thì mình tốc biến theo, thả bướm mà chắc chắn là chết rồi. Ok các bạn thấy đấy, team bạn chỉ có phòng thủ đến phút thứ 6 thôi. Và thực ra thì video của mình cũng có lẽ đến đây là hết rồi. Mình em thấy đây, Lilith thì không ra đánh nữa. Team bạn thì ở trong nhà thì nằm xuống. Xin chào anh em và hẹn gặp bạn clip tiếp theo. Bye bye.
Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi pro bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,